Đứng ở vị trí thứ ba là hai tập cuối của series DK là 30 và 31, Thế giới Rider đại chiến. Tập phim mở ra với khung cảnh hoang tàn, những thế giới va chạm với nhau. Trận chiến giữa thế giới của Blade và thế giới của Kiva thật sự quá tàn khốc. Những Rider thật sự phải tiêu diệt lẫn nhau để giành lấy sự tồn tại của bản thân. Nguyên nhân nào đã dẫn tới sự va chạm những thế giới vẫn còn điều bí ẩn. DK đã gặp lại những người quen của mình tại những thế giới đó. Anh không muốn gia nhập bất kỳ phe phái nào và chỉ muốn chiến đấu đơn lẻ một mình. Thể hiện sức mạnh tuyệt đối trong một cú Rider Kick mở màn cho chương cuối cùng của series DK. Tập phim cũng khá ấn tượng khi đem lại nhân vật cũ, nữ hoàng Fungi. Sự trở lại của Kenzaki gốc với hình dạng Play King Firm đã áp đảo được DK, cũng như phần nào nói về kẻ phản diện Apocalypse. Hắn ta đã có kế hoạch vô cùng hoàn hảo để lừa DK, biến anh trở thành kẻ diệt thế giới thật sự và điềm báo về trận chiến của những Rider không thể nào tránh khỏi, cho dù Tsukasa có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Sức mạnh tình bạn của anh đã giúp anh đánh bại Apocalypse, nhưng nó không giúp anh chiến thắng được số phận của mình, trở thành kẻ diệt thế giới. Chàng trai bí ẩn đã gặp anh từ đầu series thực chất chính là Kaoru Kiva gốc cùng với Kenzaki tại thế giới gốc. Sức mạnh của Yusuke đã chuyển hóa anh thành Ultimate Kuga. DK bị bao vây bởi tất cả những Rider và không có lối thoát. Anh phải chấp nhận số phận của mình, cho chúng ta thấy một kết cục không thể nào tránh khỏi. Tập hợp những Rider chiến đấu với nhau, tranh giành sự sống của thế giới của họ cũng rất gay cấn. Nhưng một cái kết đầy trống rỗng, cũng như sự kiện đầy bí ẩn về tập 32. DK sau khi chiến thắng trận chiến cuối lại rơi vào vòng lặp để chiến đấu với những Rider không có quá nhiều sự thuyết phục, và những trận chiến không quá ấn tượng đã để cho tập phim Rider đại chiến chỉ đứng ở vị trí thứ 3 mà thôi.